có phải bác Đinh Văn Nơi sẽ là người vào cuộc vụ của chị Đại Bình Dương? Tất nhiên chúng ta hoàn toàn tin tưởng điều này, bởi vì tháng 8 năm 2024, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, đã được điều động giữ chức Cục trưởng An ninh Chính trị Nội bộ, Bộ Công an, gọi tắt là A03. Một trong những nhiệm vụ của bác Đinh Văn Nơi là giữ gìn an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. Do đó, những vấn đề liên quan chống phá, phản động chính là một trong những nhiệm vụ của bác. Có người đòi quốc không trượt phát nào, thách lôi một nùi, liên quan trại giam của Bộ Công an, có người thể hiện quyền lực, khoe giàu, quá nhiều tiền, dùng 1.000 tỷ mua ghế, gom ghế, thể hiện quyền lực thì cẩn thận củi lửa. Chúng tôi nhấn mạnh điều này vì bác Đinh Văn Nơi chính là người đã phát ngôn, tôi lựa những đối tượng làm ăn phi pháp, tội phạm có tổ chức mà quen lớn, có thế lực là tôi bắt trước, đấu tranh với các loại tội phạm không có ngoại lệ, không có vùng cấm, xử lý là triệt để, tận cùng. Sự quyết liệt của Thiếu tướng Đinh Văn Nơi là nỗi khiếp sợ của nhiều nhóm tội phạm, tiền bạc cũng không chi phối được ông. Còn nhớ vào năm 2021, khi bác Nơi còn là giám đốc công an tỉnh An Giang, một chủ doanh nghiệp tên Trần Trí Mảnh, chuyên sản xuất hàng giả, rất muốn làm quen Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, có lẽ để mua chuộc, nhưng không thể tiếp cận được. Sau đó, Mảnh đã chơi một nước cờ, đó là bỏ ra 20 tỷ đồng chạy, nhằm điều chuyển giám đốc công an Đinh Văn Nơi đi công tác nơi khác, tuy nhiên, mua đồ của tên Mảnh bất thành. Thiếu tướng Nơi là người cương trực, thẳng thắn và quyết liệt, do đó những kẻ cậy có tiền, cậy thế lực, đòi mua ghế, gom ghế, đòi khui một nùi, nếu chuyện này không có bằng chứng cụ thể, thì xác định. Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, sinh năm 1976, quê thành phố Cần Thơ, là tiến sĩ ngành an ninh và trật tự xã hội. Thiếu tướng Nơi đã lập nhiều chuyên án truy quét tội phạm, là giám đốc công an tỉnh đầu tiên, công khai số điện thoại cá nhân, làm đường dây nóng tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm. Ông từng làm phó giám đốc công an Cần Thơ, trước khi trở thành giám đốc công an tỉnh An Giang vào tháng 6 năm 2020. Tháng 8 năm 2022, bác Nơi được điều động làm giám đốc công an tỉnh Quảng Ninh. Sau 2 năm công tác tại Quảng Ninh, bác Nơi đã được điều động giữ chức Cục trưởng An ninh Chính trị Nội bộ của Bộ Công an. Phòng An ninh Chính trị Nội bộ do Công an tỉnh chỉ đạo, Cục An ninh Chính trị Nội bộ do Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo. Do vậy, nếu có việc Thiếu tướng Đinh Văn Nơi tham gia vào vụ chị Đại Bình Dương cũng là điều dễ hiểu. Chúng ta còn nhớ văn bản của Phòng An ninh Chính trị Nội bộ, Công an tỉnh Bình Dương phát đi liên quan vấn đề của chị Đại Bình Dương chứ. Nội dung văn bản nhấn mạnh hai điều: thông tin thiếu kiểm chứng trong các phát ngôn của chị Đại và các phát ngôn đó gây ảnh hưởng an ninh trật tự. Cấp tỉnh đã nhận định thế thì cấp bộ chắc chắn sẽ còn hơn thế. Phải nói, khi nhắc đến bác Đinh Văn Nơi, chúng tôi có một niềm tự hào, tự tin mãnh liệt. Nhiều người nôn nóng bảo rằng phải bắt chị Đại ngay vì quá ngông cuồng. Tuy nhiên, các hành vi liên quan phát ngôn trên mạng xã hội, muốn xác định ai đó có dấu hiệu tội phạm hay không thì cơ quan điều tra phải thu thập một số chứng cứ ban đầu. Nếu nguồn chứng cứ là video clip, có hình ảnh, có âm thanh, kể cả nhân vật có xưng tên, đọc ngày đọc tháng, thì người ta vẫn phải thực hiện thủ tục giám định theo luật, chứ không có việc ngồi xem video clip là kết luận, kể cả video clip rõ hình rõ tiếng, không thấy vẻ gì là cắt ghép. Thời hạn giám định bình thường là 3 tháng, phức tạp thì 4 tháng. Kết quả giám định sẽ nêu được nội dung trong video clip diễn ra khi nào, người nói là ai, phải anh A chị B không, giọng nói đó có phải giọng anh A chị B, và nói trong video clip đó không, nội dung nói là gì, ghi ra không sót một từ. Khi kết luận giám định xác định mọi thứ đúng là sự thật và đủ dấu hiệu phạm tội, thì có khi không kịp ăn Tết năm nay. Về thời gian giám định, thông thường có thể mất vài tháng, nhưng tất nhiên có khi sẽ nhanh hơn hoặc chậm hơn. Tùy vào khối lượng công việc, vào nhân sự tập trung cho vụ việc, nếu sự việc leo thang, có tính chất khẩn cấp, thì thường thời gian giám định cũng sẽ nhanh hơn thường lệ. Trước đây, khi chị Đại Bình Dương đụng đến các cá nhân, dù là chị livestream tận 9 tháng, bị mời làm việc nhiều lần nhưng không hợp tác. Nhưng rồi ngày 16 tháng 2 năm 2023 chị bị tạm hoãn xuất cảnh, hơn một tháng sau thì có lệnh bắt giam. Vụ bà Vịt Tân chỉ là chuyện nhỏ, vụ trại giam An Phước mới là chuyện lớn, vì đó là trại giam của Bộ Công an. Nữ CEO đã phát ngôn nhiều điều nhạy cảm, điều nguy cơ cho chị ấy là ngay cả Công an Bình Dương cũng nhận định chưa kiểm chứng khi phát văn bản khuyến cáo cho nhiều sở ban ngành vào ngày 17 tháng 10 năm 2024. Fan ủng hộ chị thì rất tự tin chị sẽ không bị làm sao, ngược lại chị sẽ thay trời, thay tâm linh hành đạo. Fan của chị cũng ngông cuồng không khác gì chị, rất tỏ ra coi thường pháp luật. Điều đáng nói, ngày 26 tháng 10, chị Đại sau khi live thách thức trại giam, chị lại tiếp tục viết status như sau. Chúng tôi xin phép tóm lược. Thứ nhất, chị Đại Bình Dương ghi, quý vị ơi, anh ca chị hot, đã banh xác không còn gì để phân trần trước công chúng. Ở đây chúng tôi thấy có một sự đánh tráo không nhẹ.
bà đang ám chỉ vào nghệ sĩ, nhưng sự thật, bà đã đi tù vì bịa đặt, xuyên tạc cho các nghệ sĩ, sau đó bị chính nghệ sĩ tố cáo, bà bị bắt vì nói sai sự thật. Về công tác làm từ thiện, thì nghệ sĩ đã được Công an thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Công an kết luận minh oan, nên họ không có gì phải phân trần trước ai nữa. Đừng có ra vẻ, làm sai, còn ra vẻ thì chỉ lừa phỉnh được những người có bộ óc chứa bột thôi. Thứ hai, chị nói, vụ bông hồng thép chị đã vô hiệu hóa, đó là chiến thắng. Vụ Hàn Ni không có gì là vinh quang hay chiến thắng, mà thậm chí đó là một sự vụ để người đời phán xét, bởi lẽ xuất phát từ sự nhầm người mà bà Ni đã bị bà và nhóm người của bà bị đặt nhiều thông tin trên mạng xã hội để làm nhục. Vì thiếu kiềm chế, Hàn Ni đã phản biện dẫn đến sai phạm đó gói gọn đúng trong một video clip. Trong trạng thái tinh thần bị kích động, phản biện dẫn đến sai phạm, đó là điều đáng tiếc. Vì sao bà Hàn Ni bị như thế, chắc có lẽ bà hiểu rõ hơn ai hết. Trên thực tế, bà cũng bị bà Ni tố cáo, 10 nạn nhân thì có Hàn Ni cơ mà. Cái này người ta hay ví là chó chết thì mèo cũng le lưỡi, nên Huệ vốn chứ thắng nổi gì. Chị Đại viết tiếp, rồi còn tiếp nữa, phim hay và dài, tôi không ân hận, mà là đúng lúc đánh vào tử huyệt những con nói tiếng người, rồi sắp tới đây. Quý vị sẽ thấy một sự thật, vả vào mặt những ai sống vô cảm trước nhân dân. Chắc bà đang ám chỉ vào câu chuyện trại giam An Phước đúng không nhỉ? Bà có dám làm nữa không? Mấy ngày qua im lặng là sợ rồi, hay đã bị sợ gáy đến nơi rồi? Bà ghi tiếp như sau, một cuộc ngược dòng, ngược gió rất xứng đáng. Từng em sẽ được trả về đúng địa chỉ gốc và giá trị thật. Vui mừng vì tôi đã chạm đến hồn thiêng sông núi, những anh linh của đất nước đã nghe tiếng lòng tôi. Đoạn này nghe có vẻ tâm linh, nhưng chốn tâm linh mà đòi đi ngủ với ông trời, rượu được, lăng lê lực, lọt khe đồ, thì đáng chắc không ai phù hộ gì cho đâu. Không hồn thiêng, anh linh nào là dính đến cái mỏ vô văn hóa. Vô văn hóa là hết thiên rồi nha quý vị. Ráng đợi xem chuyện chị ấy tố trại giam sẽ diễn biến về đâu. Tôi vừa nằm mơ, bác nơi đã đến nơi rồi. Gương mặt lạnh băng, cương nghị, không xê dịch, không nao núng. Dù đối tượng tỏ ra gan lì, ngay lập tức cái còng số 8 sáng lóe hơn cả hộp kim cương, bung ra và tạch một cái. Tôi choàng tỉnh và lên chương trình này cho quý vị. Hiện nay theo quan sát, chúng tôi thấy có người biểu hiện dấu hiệu của bệnh rối loạn nhân cách ái kỷ. Rối loạn nhân cách ái kỷ, hay còn gọi là vĩ cuồng, là một bệnh lý rối loạn nhân cách có đặc trưng là việc thường xuyên phóng đại tầm quan trọng của bản thân, khao khát được mọi người ngưỡng mộ, luôn muốn được xem là bề trên, một cách không tương xứng với khả năng và vị thế của bản thân. Người mắc bệnh này thường dành nhiều thời gian mơ mộng về việc có được quyền lực và thành công. Bệnh nhân luôn đố kỵ với người khác và tin rằng người khác cũng sẽ đố kỵ mình. Người bệnh thường xuyên soi gương, tạo dáng rất nhiều, suốt ngày hỏi em đẹp không, rồi tự nói em quá đẹp, dù trong lòng không tự tin lắm. Tối ngủ vẫn đau khổ, uống rượu rất nhiều, vừa uống vừa khóc, vừa chửi, vừa tự an ủi, cô đơn tận cùng, nhưng khi đối diện với đám đông vẫn cố tỏ vẻ chiến thắng, hạnh phúc.